Anh nghe nè em, có gì không em? Ủa hôm nay mùng 8 tháng 3 hả? Mùng 8 tháng 3 sao đi shopping hả? Shopping em đợi anh xíu nha. Chết cha, tiền thì không thiếu mà nhiều thì không có. Anh nghe nè. Ở đâu đâu anh không nói tiền ấy, anh nói là em hiền gấu, anh hiền à. Nhưng mà hôm nay anh bận, anh mắc bệnh rồi à. Thôi giờ anh tặng em, anh có một món quà này anh tặng em nha. Giờ em nghe nha, rồi yêu gấu của anh lắm luôn đó. Ngày hôm qua em chợt sang nhắc khéo rằng ngày mùng 8 tháng 3 em định đi mua sắm. Chợt giật mình âu lo rồi vội vàng chém gió rằng thì mà là hôm đó anh bận cho con chó ăn. Và rồi em đã lườm anh kêu rằng anh không yêu em, đành cười nhìn em đắm say buông vài lời tâm huyết. Vẫn yêu em cực nhiều nè, vẫn thương em cực nhiều nè, muốn cho em nhiều lắm nhưng bây giờ bó tay người ơi. Nếu sau này là đại gia anh sẽ tặng em con Bentley, nếu không ít giờ cũng phải mua được một con Audi. Thế nhưng hoàn cảnh của anh giờ đây là anh chẳng có gì, để ngày mai anh sẽ đi ăn trộm một ít hoa. Biết đâu mai ăn trộm hoa không may bị bắt rồi ra tòa, biết đâu anh tù một gốc mama của anh lại khóc òa. Biết đâu em cũng vì thế chia tay làm anh thành FA. Thế nên chẳng có món quà nào gửi tới em nha, dù cho mùng 8 tháng 3.